Nhật ký Đường về, tác giả liệt sĩ sĩ quan đặc công Phạm Thiết Kế. Tập 4. Ngày 4 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Khmer 16 km. Đường hôm nay đi ngắn nhưng dốc cũng tương đối, dốc lên khoảng 15-20 phút thôi, nhưng rất đứng. Mình phải chống gối bước từng bước một. Có một cái dốc xuống đi mất 40 phút. Cũng may là xuống, chứ không leo lên thì cũng chết. Dốc xuống vừa sâu vừa dài, thế mà chẳng có bậc gì cả, nên đi khó hết chỗ nói. Mình hỏi Giao Liên sao không làm bậc, thì đồng chí ấy trả lời là đường đi thay đổi luôn nên không có nhân công làm bậc. Nghe nói cũng có lý đấy chứ. Chân và tay còn khá đau, nhưng mình cũng đã đi được. Ngày 5 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Hôm nay đi thiệt mệt hết chỗ nói, có thể nói là leo dốc liên tục từ đầu đến cuối ngày. Cũng may là đường ngắn chứ không thì chết dở. Người mình hôm nay tương đối khỏe, đi không thấy mệt lắm. Có lẽ cũng nhờ uống lọ sâm liên tiếp mấy hôm nay. Chỉ tội hai cái mông và hai cái tay còn khá đau, nên đi cũng còn vất vả. Lên hoặc xuống dốc nó đều đau cả. Hai chân nhiều lúc như ỉ ra, không còn điều khiển được. Còn hai cái tay mình chườm nước nóng liên tục thế mà nó vẫn đau tệ. Đã thế lại phải mang nặng nữa mới khổ chứ. Mỗi lần nhấc ba lô là mỗi lần đau nhói. Nhưng tất cả đều không ngăn được quyết tâm của mình. Ngày 6 tháng 1 năm 1968, đi lĩnh gạo. Cái đời đi lẻ cũng khổ. Nếu đi cùng đoàn thì anh em đã lĩnh hộ rồi, chứ ít khi mình phải đi lắm. Còn bây giờ không đi thì chẳng ai đi lĩnh cho mà ăn. Thế là xa gần gì cũng phải đi. Hôm nay đi lĩnh đường xa hơn 2 tiếng đồng hồ, tưởng được đường băng. Đằng này leo dốc mệt thấy mẹ, tính ra còn mệt hơn cả một bữa hành quân. Lần này lĩnh 8 ngày gạo và 10 ngày thực phẩm, kể ra thì mang cũng nặng đây. Ngày 7 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Đường hôm nay ngắn nhưng leo hai cái dốc cũng khá mệt. Mở mắt ra khỏi trạm đã leo sơ một cái dốc, mất 30 phút, thiệt mệt hết chỗ nói. Hôm nay lại mang nặng nữa mới khổ. Thêm 8 ngày gạo và 10 ngày thực phẩm, tức thêm gần 10 kg nữa. Mình nhờ lọ sâm và còn ít tăng lực, chứ không thì chuyến này gay go. Tối qua ăn được bữa chè đỗ đỏ nấu với sữa ngon ghê, lại được bữa rau sống cẩu đắc xin ở trạm về. Ngày 8 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 18 km. Tối qua tiếp tục ăn chè đỗ rau sống uống sâm sáng ngậm tăng lực, mà hôm nay đi vẫn thấy mệt hết chỗ nói, mệt hơn 3 ngày vừa qua. Có lẽ vì đêm qua mình bị đau bụng. Hôm nay đi đường lại dài và nhiều dốc. Dốc gì mà dốc liên tục, cứ lên xuống mãi mà dốc ra dốc. Mình thở không được nữa, chân tay mỏi như, nặng như đeo đá, nhấc không lên, ngực tức mồm đắng, mồ hôi chảy ròng ròng. Thiệt những lúc như thế này, nếu không có chất cộng sản thì chắc quỵ xuống mất. Cuộc đời của anh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nghĩ cũng hay hay. Một chiếc găng gô, một ống bơ, một chiếc giá con, tất cả đồ nghề nội trợ của anh ta là thế đó. Đến đâu cũng căng võng mắc tăng, chuẩn bị cho ngủ, rồi kiếm chẻ đóm và anh tự nấu mà ăn. Cuộc sống vừa đơn giản lại vừa tế nhị. Thế nhưng anh ta vẫn cười vui, phấn khởi một cách lạc quan. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để kẻ thù kính sợ. Ngày 9 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Đường hôm nay không dài lắm, dốc cũng ít thôi, chỉ có hai cái đáng kể. Một cái lúc xuất phát và một cái lúc đến trạm. Nhưng sức mình hôm nay thấy yếu nên đi cũng khá mệt. Đi được 2 tiếng người lại gây muốn sốt, đau đầu. Thế là mình làm luôn 2 viên Nivaquin và 2 viên Aspirin, đắp chăn nằm mồ hôi vã ra thấy đỡ đỡ. Mồm hôm nay ăn chả thấy ngon gì cả, ăn tí các khô nướng mà nghe đắng ngắt. Ngày 10 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Đường hôm nay vừa ngắn vừa dễ đi nên tụi mình đến trạm tương đối sớm, mới 9 giờ 30 phút thôi.
Sáng nay ăn cơm vẫn chả thấy ngon, nhưng nhờ hôm qua uống bát sâm và sáng nay ăn viên tăng lực nên cũng không đến nỗi mệt lắm. Nghe đồng chí ở trạm nói còn 4 ngày nữa đến chỗ tập kết, cũng mừng mừng. Mà cái mừng trước hết là đường đi hết dốc. Hôm nay cậu Đắc tương đối mệt, không đi kịp. Cậu ta cáu cả với anh em khỏe đi trước. Cậu ta bảo: "Đi đâu mà các ông đi như ngựa thế? Thế mà bảo là ăn không được. Mệt thì đi sau, khỏe thì họ đi trước, có gì mà cũng cáu. Thế mới lạ." Ngày 11 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 20 km. Hôm nay đi khá mệt vì tối qua mình lại sốt. Sáng nay lại vượt X2, đi thẳng đến X3 luôn nên mệt tệ. Tưởng là vào đây hết dốc, thế mà vẫn còn. Tuy dốc không cao lắm, 4 phút 5 phút thôi, nhưng sức bây giờ yếu rồi nên thấy vẫn mệt. Đường bằng thì đi mấy cũng được, còn đường dốc thì leo mấy bước đã thấy mệt lắm rồi. Ngày 12 tháng 1 năm 1968, nghỉ lại X3. Đáng lẽ hôm nay đi K1, nhưng mệt quá nên mình vẫn nằm nghỉ lại đây, mai đi. Nghe đâu còn 2 ngày nữa thì đến khu tập kết 1. Đoàn mình hiện nay vẫn còn ở đấy, cố gắng đuổi kịp cho đỡ buồn, đỡ vất vả, chứ cứ lẽo đẽo đi sau thế này, khổ lắm. Ngày 13 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Hôm nay tiếp tục đi vào K1. Hôm qua nghỉ lại nên hôm nay đi tương đối khỏe, nhưng phải nói là không có lọ sâm cũng gầy gò. Bữa nay cũng có vài cái dốc, chừng 15 phút trở xuống. Chẳng biết tại sao ăn chả thấy ngon, mình chỉ thấy thèm ngọt thôi. Đến K1 lúc 12 giờ, mình đề nghị vượt luôn về đoàn, đi chừng hơn 3 tiếng nữa, nhưng giao liên họ không dẫn. Họ bảo đường tự đi lấy, nhưng mình không đi. Dại gì mà đi, nếu có chuyện gì chẳng ai chịu trách nhiệm. Thôi cứ nằm nghỉ lại, mai đi cho đàng hoàng. Ngày 14 tháng 1 năm 1968, tiếp tục đi trên đất Phước Long 12 km. Hôm nay tiếp tục đi về nơi tập kết một đây. Chiều hôm qua nó lại vật mình một trận như tử. Sáng nay các tướng giao liên lại đưa đi lạc mất tiếng đồng hồ, vừa mệt lại vừa đi lạc. Mình tức hết chỗ nói. Có phải đường nó lắt léo gì mà lạc cho đáng? Đằng này đường thông thống ra đấy. Đồng chí trạm trưởng đã chỉ cho mình từ hôm qua, mình đã gạn hỏi rồi, thế mà cậu ta cứ nhắm mắt dẫn đi. Đến đường thì gặp ô tô đưa cậu Thanh đi vào bệnh viện vì đau bụng đột ngột. Cũng may là mình vừa về, về gặp lại anh em, cảm thấy nó ấm cúng như đi lâu ngày trở lại gia đình vậy. Ngày 18 tháng 1 năm 1968, nghỉ lại ở Bà Giá. Bà Giá là đất có tiếng thiêng nước độc, nơi mà trước đây bọn thực dân Pháp đã từng đầy ải những đồng chí cách mạng chúng ta, nơi mà ai đến đây cũng sốt rét. Đoàn mình về đây mấy ngày nay đã đi viện mất 5 đồng chí rồi, và ngày mai sẽ đi 2 cậu nữa. Những cậu trước đây chưa ốm thì lần này cũng bị quật ngã cả. Còn mình về 4 ngày nay chưa thấy hiện tượng gì, chưa biết nó có vật mình không đây. Nghỉ không làm gì, mấy hôm đầu đi tát suối bắt cá, cua, bây giờ đi hàng tiếng đồng hồ cũng không còn chỗ nào để tát nữa. Cơm dạo này ăn yếu rồi, 6 người 5 bát gạo ăn không hết, thế là sinh ra làm bánh. Thôi thì đủ thứ, bánh gói, bánh cuốn, bánh trôi, chè bột, chè đỗ. Ngoài ra còn tranh thủ làm bẫy gà rừng, chim. Nghĩa là chung quanh vấn đề ăn mà cũng bận rộn suốt ngày. Cũng còn chưa biết nằm đây cho đến bao giờ mới đi được. Tình hình là cứ nằm đây thì còn đi viện nhiều. Ngày 21 tháng 1 năm 1968, đau lưng. Mấy hôm nay đoàn mình vẫn ăn dầm nằm dề ở đây. Ở cái đất Bà Giá độc địa này, sức khỏe của mình đã khá hơn trước, béo ra, ăn khỏe. Duy chỉ có một điều là ngủ được rất ít. Cái bệnh gây ra điều này là đau lưng. Chẳng biết tại sao mấy ngày nay nằm ngủ sạp nó đau lưng quá, đau không tài nào nằm được, lăn bên nào cũng đau. Chẳng biết có phải do nằm võng lâu ngày quen mà bây giờ nằm sạp thẳng lưng ra nó đau thế này không nữa. Cũng có khả năng như thế lắm, vì mình nằm võng thấy không đau mà. Kiểu này không biết mai sau về nhà sẽ tính sao đây. Chẳng lẽ nằm võng mãi à? Đầu lưng lắm bệnh kỳ dị thật. Tết Mậu Thân ở Bà Giá.
Hôm nay đoàn mình ăn Tết ở một khu rừng thuộc đất Bà Giá, nơi dừng lại trên đường hành quân nhận nhiệm vụ. Ăn Tết năm nay trên cho chúng mình mỗi đứa 25 đồng tiền miền Nam. Nghe 25 đồng tưởng lớn lắm, nhưng thực ra một bao thuốc lá đã mất 17 đồng rồi. Tuy ít ỏi nhưng chúng mình cũng tổ chức tương đối. Không có bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, nhưng cũng có xôi chè bánh đa, chè làm tự tạo, cũng trả thuốc kẹo lạc, cũng có cá rán, kho dưa chua đàng hoàng, cũng rượu trắng con mèo, thuốc lá Aja, con ba, Goa, cũng lơ khơ cờ người, cũng cờ cũng hoa. Chúng mình đón Tết với tất cả vật chất tinh thần như vậy đó, kể cũng khá tươm tất đấy chứ. Mình đã quen đón Tết trong đại gia đình quân đội mười mấy năm nay rồi, thế mà mỗi lần Tết đến, trong lòng vẫn bâng khuâng, nhớ nhung gia đình, quê hương già diết. Nhớ những cái Tết tuổi thơ theo cha mẹ về thăm nội ngoại, nhớ từng con đường, từng nơi cúng bái, rồi đến Hà Nội, đến Kim Dung và Hồng Sơn thân yêu. Tất cả kỷ niệm xa xưa diễn lại êm đềm, xao xuyến trong ký ức của ta. Năm nay Tổ quốc ta ăn Tết 2 ngày, miền Bắc ăn Tết ngày 29, còn miền Nam ăn Tết ngày 30. Một nước ăn Tết 2 ngày khác nhau, nghĩ càng đau lòng. Ta phải xông lên diệt hết kẻ thù cho hai miền chung ngày Tết nhất. Thằng giặc năm nay thật đều cáng, mà cũng nói lên cái hoảng sợ của chúng. Mặt trận ngừng bắn 7 ngày thì chúng tuyên bố 2 ngày, rồi rút xuống 36 giờ, rồi hủy bỏ lệnh ngừng bắn từ Vinh vào đến Bình Định. Và trên thực tế thì không ngừng ở đâu cả. Vỏ quýt dày có ngón tay nhọn. Quân dân miền Nam đã cho chúng những bài học đích đáng ở khắp nơi: Đà Nẵng, Quốc Sơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Mỹ Tho, Tây Nguyên. Tết này là Tết chiến đấu và chiến thắng, như Bác Hồ kính yêu đã nói. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng giặc tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. 1968. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 1968, cả miền Nam sốc tới. Hai hôm nay nghe tin chiến thắng qua đài phát thanh Hà Nội và đài giải phóng truyền đi mà hả lòng hả dạ. Để trả lời sự ngu xuẩn mà bè lũ đế quốc và bè lũ tay sai hủy bỏ lệnh ngừng bắn trắng trợn, phá hoại lệnh ngừng bắn 7 ngày của mặt trận, phá hoại phong tục cổ truyền của dân tộc ta, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra lệnh cho quân và dân toàn miền Nam xốc tới tiến công quần thủ. Thế là bão lửa đổ xuống đầu Mỹ Thiệu, Kỳ, làm chúng không kịp trở tay, không ngóc đầu dậy được. Mở đầu là miền Trung Trung Bộ ngày 30, và đến 2 giờ ngày 31 tháng 1 thì toàn miền Nam ào ào xông lên diệt thủ. Ba thành phố lớn Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng rền vang tiếng súng, sứ quán Mỹ, nhà cảnh sát, cơ quan hỗn hợp sân bay Tân Sơn Nhất bị đánh tơi bời. Quân dân đã chiếm thành phố, cờ mặt trận tung bay trên cột cờ thành phố. Một đặc điểm mới là lần này toàn miền Nam đã nhất tề xông lên đánh sâu vào các nơi xào huyệt, vào các thành phố, thị trấn, thị xã, chỗ dựa của địch. Đây là thắng lợi to lớn nhất từ trước đến nay của quân và dân ta, là thất bại nặng nề nhất của Mỹ, Thiệu, Kỳ từ trước đến nay. Trong đợt đấu tranh này, những tổ chức chính trị mới ra đời: Mặt trận Liên minh Dân tộc Dân chủ Hòa bình, Bộ Chỉ huy Quân đội Cách mạng, họ tuyên bố đánh đổ Thiệu, Kỳ, xây dựng miền Nam độc lập, hòa bình, trung lập, yêu cầu Mỹ và các nước chư hầu rút quân, hiệp thương với các mặt trận dân tộc giải phóng. Có đó mình hiểu ngầm là trong những tổ chức đó đã có sự kết hợp của ta. Đây chưa phải là trận thắng lợi cuối cùng kết thúc chiến tranh, nhưng đây là bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Chiến sự hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân 12 km. Đáng lẽ 4 ngày nữa đoàn mình mới hành quân, nhưng tình hình thay đổi nên sáng nay đoàn mình tiếp tục lên đường. Hôm nay đi gần thôi, mất 2 giờ 30 phút. Tuy vậy vẫn thấy mệt vì lâu nay nghỉ mà. Cậu Oánh lại sốt, mình phải mang hộ gạo nên càng mệt thêm. Hôm nay cái bụng lại đau mới tệ chứ. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân 20 km. Hôm nay đi 5 giờ liền
lính ta kêu ca dữ quá. Chẳng là ít đi thời gian qua mà sức khỏe mình vẫn bình thường. Tình hình chiến sự miền Nam vẫn tiếp diễn, quân dân miền Nam vẫn liên tiếp chiến đấu và chiến thắng. Tin tức bay về vẫn thôi thúc chúng mình. Ngày 4 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân 20 km. Kể ra đoạn đường này như vậy chưa phải xa lắm so với những đoạn đường đã đi thời gian qua, nhưng bây giờ sức khỏe đã giảm sút nên đi như vậy đã thấy khá mệt rồi. Ngày 5 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân 15 km. Hôm nay ngày thứ tư hành quân mà gạo trên lưng mình chẳng giảm tí nào. Chẳng là trong hai phân đội có cậu Oánh và Cân ốm, thế là phải giải quyết số gạo của hai cậu ấy. Vị trí tập kết cuối cùng. Đáng lẽ còn đi 2 ngày nữa mới đến vị trí tập kết cuối cùng, nhưng bây giờ trạm tập kết lại chuyển ra đây. Thế là tụi mình nằm đây nhận nhiệm vụ. Mới đến đã nghe có đoàn cán bộ nhận chúng mình rồi. Nghe cũng mừng. Mừng là sắp được về đơn vị, mừng là sắp hoàn thành nhiệm vụ hành quân gian khổ dài ngày, mừng là sắp bước vào chiến đấu cùng đồng bào miền Nam ruột thịt. Thế là mọi thủ tục bàn giao giấy tờ đã làm xong. Ở đây mình gặp lại anh Tấn, chính trị viên đi nhận quân cùng quê. Anh ta ở trạm Đà Nẵng và cậu Lạn ở Đại Quang. Đối với chúng mình, những đứa con xa quê này, tình cảm đồng hương sao mà mặn quá. Tình cảm đồng hương sao mà mặn mà gắn bó quá. Anh Tấn đãi mình một ca nước cam và một nửa củ mật gừng, ngon quá. Hôm nay đơn vị đi nhận gạo, thực phẩm và sinh hoạt phí để chuẩn bị lên đường về đơn vị. Ngày 8 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân về đơn vị 30 km. Hôm nay đi vượt trạm K7 và K8 nên chúng mình xuất phát từ lúc 15 giờ kém 15. Bữa nay ai cũng mang nặng cả, chẳng là mới nhận thêm súng đạn mà. Cứ tính đầu người mà nhận mỗi người một khẩu AK hoặc B40, súng K54 không kể. Thôi thì lính ta kêu ca về mang nặng, cậu nào cũng tưởng là đến vị trí tập kết cuối cùng thì sẽ bàn giao vũ khí, trang bị cho nhẹ. Té ra bây giờ không những không bớt đi mà còn nặng thêm nữa chứ. Suy ra bụng mình cũng như vậy, nhưng vấn đề là có đấu tranh được hay không thôi. Nghĩ cho cùng thì đây cũng là một chủ trương đúng đắn. Một là đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trên dọc đường và khi về vị trí, hay là bổ sung thêm vũ khí cho đơn vị. Bữa này đi theo đoàn khiêng thương, thiệt mệt hết chỗ nói. Đi thì 1 giờ 20 mới được nghỉ, mang lại nặng, đường thì dài. Đi từ 15 giờ mà đến 2 giờ ngày 9 tháng 2 mới đến bãi. Có thể nói toàn thân ê ẩm hết, hai chân mỏi nhừ, bàn chân rát, đầu gối nhức, đùi và mông đau, vai rát, lưng rát, thiệt là một thử thách lớn. Lại thêm cái tội khát nước nữa chứ, khát cháy cả cổ. Khi chuẩn bị hành quân, mình đã biết điều làm 4 bát liền, thế mà mới sau 3 tiếng hành quân, bì đông đã sạch trơn. Khát quá, đành phải uống nước lạnh lọc thuốc vậy thôi, uống như mình vẫn sợ sợ. Ngày 9 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân về đơn vị 24 km. Cái mệt mỏi của cuộc hành quân đêm qua chưa hết thì đêm nay tụi mình lại tiếp tục lên đường. Gạo cho trạm vay nên có nhẹ đi một ít, nhưng nói chung là người hãy còn khá mệt. Miệng ăn cơm không biết ngon, chân còn khá đau, nhưng đằng nào thì cũng đi thôi. Đêm nay đi 6 tiếng mệt ghê. Đoàn khiêng thương vẫn đi đầu, họ bỏ xa chúng mình đến hơn 1 giờ đồng hồ. Ngày 12 tháng 2 năm 1968, tiếp tục hành quân về đơn vị 25 km. Hôm qua đi từ 4 giờ 30 phút vì phải vượt qua hai chẳng trống. Ngày hôm qua nó lại vật mình một trận sốt 40 độ nữa mới tệ chứ. Cũng khá là làm hai cơn rồi thôi nên hôm nay cũng đỡ đỡ, chỉ còn đau đầu và mệt mỏi nhiều thôi. Hôm qua cậu Ấm bắn được một chú lợn rừng khá to đến 70 cân nên đoàn mình cũng được một bữa tươi khá. Thằng Kính nấu nướng cũng chả ra sao cả, thiệt có miếng thịt cũng chả biết làm nên hồn mà ăn. Thịt nướng thì vừa mặn vừa cháy khô, ăn như sơ dừa. Xương hầm thì khô mặn như kho, thịt chim quay thì cháy khét. Đồng đội với nhau nên mình cũng nói sơ thôi. Đi đến nơi mệt ghê, bữa nay thì thèm đường sữa. Ngày 13 tháng 2
năm 1968, tiếp tục hành quân về đơn vị 12 km. Hôm nay đi gần mà người mình cũng tương đối khỏe nên đi không đến nỗi mệt lắm. Hôm qua đi qua cái chợ Miên, thôi thì họ bán đủ thứ: đài, đèn pin, nước hoa, đồng hồ, bút máy, thuốc lá, bánh kẹo, chè. Đi thấy bánh kẹo họ để thèm quá, nhưng đành nhìn lơ, nuốt nước miếng mà đi, vì trong túi một xu không có. Đoàn đổi được một ít tiền, mua được ít bắp cải phát cho các phần đội, làm được bữa canh. Lâu ngày được ăn bữa canh cải bắp, lính ta khen lấy khen để. Trên đường đi hôm nay qua một khu vực B-52 đánh hơn một tiếng đồng hồ. Vết xích xe tăng trong trận cản mới đây còn rất mới, cây cối đổ gãy ngổn ngang. Cái ác liệt của chiến tranh đã hiện ra trước mắt. Tất cả những cái đó đã thúc giục cán bộ nhà ta nhanh bước hơn. Các cậu bị ốm cũng không một cậu nào tụt lại sau cả. Đây là cái rìa ngoài của tiền phương rồi đấy. Ngày 14 tháng 2 năm 1968, tiếp tục về đơn vị 35 km. Đêm nay là đêm cuối cùng của con đường hành quân nhận nhiệm vụ, cũng là đêm có nhiều gay go, gian khổ, vất vả, nguy hiểm đây. Hôm nay đoàn mình không theo đường giao liên nữa mà đi theo đường tắt để trở về đơn vị. Như vậy sẽ được gần hơn một ngày. Cái náo nức muốn về đơn vị như tiếp sức, như thôi thúc cả đoàn hãy cố gắng hơn lên. Chẳng thế mà các cậu đang ốm không ăn được cơm, giấy tờ để gửi đi viện đã làm xong mà chiều nay cũng nhất quyết ra đi như cậu Miên, Khơn, Phan. Đoàn mình xuất phát lúc 16 giờ, đi được 2 tiếng thì bắt đầu đi theo đường ô tô cho đến ngã suối Bà Chiêm, nơi mà cách đây gần một tuần quân Mỹ đóng chốt, thì rẽ theo đường Lệ Xuân. Đi được chừng 15 phút, đột nhiên phía trước có tiếng súng nổ liên tiếp 4-5 phát liền. Cả phát một và liên thanh, chẳng rõ địch ta, hơn nữa đoạn đường này hay có biệt kích. Thế là quyết định quay trở lại trạm. Vừa quay lại được nửa giờ thì gặp 6 ô tô giải phóng chờ đạn. Trước tình hình đó họ cũng đành phải quay lại. Đoàn mình tiếp tục lui đến đoạn đường rẽ thì dừng lại. Cũng lúc này lại gặp 2 tay xe đạp đi từ hướng súng nổ xuống. Hỏi ra thì họ bảo đường không có gì, đi được. Hỏi có phải họ bắn không thì họ không nhận. Thiệt là gay. Bây giờ nếu qua trở lại trạm mất 2 tiếng đồng hồ nữa, mà ngày mai cũng chưa đi được. Lương thực thực phẩm thì sắp hết. Đi theo đường giao liên thì xa hơn một ngày. Nếu tiếp tục đi thì có phần nguy hiểm, vì chưa rõ địch rõ ta, mà lại là nơi địch vừa mới rút. Đường đi thì trống trải, dấu vết bom đạn hai bên đường vẫn còn mới nguyên. Tất cả những điều đó đặt ra một câu hỏi: tiến hay lui? Qua suy nghĩ cân nhắc, đoàn quyết định tiếp tục đi, nhưng phải tổ chức bộ phận đi trước trinh sát và chốt những nơi nghi ngờ. 21 giờ kém 15, đoàn lại tiếp tục lên đường. Như thế coi như là cúng cho quỷ thần gần 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay anh em đi khá tốt, kể cả các đồng chí đang yếu mệt, không có một đồng chí nào rớt lại đằng sau. Đoàn mình đến căn cứ lúc 3 giờ ngày 15 tháng 2. Như vậy là đêm nay chúng mình hành quân 14 tiếng đồng hồ. Nói chung là anh em vẫn vui vẻ và hết sức cố gắng, nhưng có một số ít cậu kêu ca phàn nàn. Ngày 15 tháng 2 năm 1968, ở căn cứ. Như vậy là mình có thể tự hào nói với mọi người là thiết kế đã vượt qua 6 tháng hành quân gian khổ, vất vả, thiếu thốn và đã chiến thắng vẻ vang. Ở đây tình hình địch căng thẳng nên tất cả đều phải ngủ dưới hầm. Hôm nay mệt nên ngủ chẳng biết mô tê gì cả. Mình ngủ từ 11 giờ cho đến 18 giờ. Xuất kích. Ngày 1 tháng 3 năm 1968, ở căn cứ chờ lệnh. Hiện nay đoàn mình vẫn còn nằm tại khu rừng ở Tây Ninh mà người ta từng gọi là chiến khu Dương Minh Châu này đây. Nằm để chờ quân vào và nằm để chờ trên giao nhiệm vụ. Cái nghề lính là thích đấm đá, thế mà chúng mình lại phải nằm đây đã nửa tháng rồi chưa nghe động tĩnh gì cả, mà cũng chưa biết đến bao giờ nữa chứ. Sốt ruột tệ, nhất là giai đoạn hiện nay khi người ta đã bước vào giai đoạn 2 tổng công kích rồi. Kể ra vào đúng dịp tổng công kích cũng thích, nhưng được tham gia chiến đấu cùng đồng bào miền Nam trong những giờ phút hào hùng quyết liệt nhất, đó là một niềm vinh dự rất lớn.
Thế mà theo nguồn tin chưa chính thức mà cậu Thanh nói với mình là phòng sẽ rút mình lên làm công tác tuyên huấn. Thú thật là tổ chức phân công mình chấp hành, chứ thật thà mình không muốn tí nào. Đời mình cũng không thích ở cơ quan mà, vào đến đây mà lại nằm cơ quan thì khác gì nằm ở ngoài miền Bắc chứ. Mấy tối nay mình nằm nghĩ ngợi lung tung, chẳng ngủ được mấy. Nghĩ đến lúc xông pha trong lửa đạn cùng anh em Tả Xung Hữu Đột, nghĩ đến lúc kết thúc chiến tranh về nhà cậu mẹ không nhận ra mình nữa, nghĩ đến lúc về phép Dung sẽ sung sướng chảy nước mắt, Hồng Sơn sẽ leo trên cổ và Thu Hà ngồi toát trong lòng. Rừng Tây Ninh với cây cối bao la này đã che chở biết bao bộ đội, cơ quan ta. Rừng Tây Ninh cũng đã làm cho kẻ giặc điên cuồng, lồng lộn và khiếp sợ trong chiến dịch Giang Sơn City. Rừng Tây Ninh cũng cung cấp cho chúng mình những món ăn bồi bổ như khỉ, dọc, treo, gà rừng, chim. Có loại ăn lúc đầu ghê nhưng ăn riết rồi cũng quen. Ở đây chúng mình xuống tận Dầu Tiếng và lên cận Cà Tum để mua thức ăn, đi mất đến 2-3 ngày. Dạo này tương đối yên tĩnh, chứ trước đây đi mua như vậy có khi phải hy sinh đấy. Xuân 68. Ta xin chào Xuân 68. Xuân của chiến công, chiến thắng dập dồn. Xuân chúng ta, xuân vì nước vì non, vui ấm trà thơm chờ ngày xuất trận. Giản dị đơn sơ nhưng tinh thần phấn chấn. Ta nắm tay Xuân tin tưởng tự hào, điệp điệp trùng trùng đội ngũ đẹp sao. Khi cả nước lên đường đánh Mỹ, 31 triệu người, 31 triệu dũng sĩ vì độc lập tự do rầm rập xông lên. Gian khổ khó khăn lòng vẫn vững bền, quyết xốc tới với niềm tin tất thắng. Ơi anh giải phóng quân, những người chiến thắng, chúng tôi gửi lời chúc những chiến công đã vang lừng đất nước núi sông, tô đẹp thêm trời Xuân 68. Tôi xin chào nhân dân miền Nam quyết bám những vành đai diệt Mỹ đêm ngày. Tôi xin chào miền Bắc hăng say, hậu phương lớn kiên cường anh dũng. Xuân về tay chắc súng, Tổ quốc ơi, chúng tôi đã sẵn sàng. Quyết dương cờ mặt trận vinh quang trên khắp miền Nam ruột thịt. Thiết kế. Ngày 10 tháng 3 năm 1968, nằm chờ ở căn cứ. Gần một tháng nằm chờ rồi, tình hình cách mạng thì như nước sôi lửa bỏng. Thế mà hàng lô cán bộ nằm khoèo ở đây, nghĩ có cực không cơ chứ. Nghe đâu hôm trước quân về đây khá đông, nhưng ở 80 người ta đã phân phối đi các nơi hết rồi. Thế là tụi mình phải tiếp tục nằm chờ. Bây giờ mọi việc đều do cấp trên quyết định tất cả, chứ mình chẳng biết mô tê gì hết. Chỉ biết cố gắng bồi dưỡng sức khỏe, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với tinh thần xả thân vì nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ngày 20 tháng 3 năm 1968, chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Trưa nay đoàn mình nhận lệnh chuyển sang vị trí mới gần phòng để chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Cũng chưa rõ lần này đi được bao nhiêu người, những ai, nhưng tâm trạng chung là vô cùng phấn khởi và ai cũng mong là mình sẽ được đi trong đợt này. Mọi công việc tổ chức được tiến hành hết sức khẩn trương vì thời gian để chuẩn bị không dài. Ngày 21 tháng 3 năm 1968, đợt thứ nhất lên đường. Thế là sáng mai, đợt thứ nhất sẽ lên đường gồm 24 đồng chí, chia làm 4 đội, 2 đoàn, đi trên hai hướng, về quân khu 2 và quân khu 10. Như vậy sẽ có một đoàn về đồng bằng và một đoàn về rừng núi. Người đi thì phấn khởi tin tưởng, người ở thì sẵn sàng chờ lệnh. Trong số đi thì thật ra các cậu đi đồng bằng có phấn khởi hơn vì về đồng bằng sẽ được gần dân. Nhưng suy cho cùng thì ở đâu cũng có khó khăn và thuận lợi cả, miễn là quyết tâm của mình vẫn vững vàng, đúng đắn. Cũng gặp dịp là hôm nay cậu Âm bắn được một con nai hơn một tạ, nên các phân đội ăn bữa thịt lu bù. Thịt nai khá ngon đấy chứ, vừa ngon vừa mềm. Anh em sống với nhau tuy chưa lâu lắm, nhưng đến lúc xa nhau, sao lòng vẫn thấy quyến luyến, biện rịn, nhớ thương như những con chim cùng đàn, nay tạm chia lìa nhau để bay đi tận muôn phương trời Tổ quốc và hẹn gặp nhau ngày đất nước thống nhất vinh quang. Cuộc đời của anh bộ đội trong cái đại gia đình quân đội là thế đó. Như thằng Tạo, nó tự coi nó là đứa em của mình. Hôm nay nó vất vả vì nó là quản lý mà. Trưa nay nó không ăn cơm được vì lo làm kinh tế công khai. Nó đi mình thấy thương thương và nó cũng khá quyến luyến, bịn rịn. Nó để lại cho mình một hộp sữa
và chẳng hiểu thế nào tối nay lúc nằm trên võng nó lại đưa cho mình 100 đồng. Nó bảo: anh lấy để mua thuốc hút. Mình không lấy, nhưng nó cứ dúi vào túi mình. Ở đời sao lại có lắm cậu tính toán chi li đến thế không biết. Như cậu Phúc phân đội trưởng ý, ai đời đi có miếng da trâu khô mà cậu ta cũng mang theo. Mình nghĩ chắc là cậu ta nghe nói da trâu bổ và chữa được bệnh phù nên cậu ta cố mang theo mà thôi. Nhưng phải nói rằng cái tính khôn lỏi, miễn được mình còn mặc người khác ấy cũng không heo gì. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.